năm 1999, hòa cùng mạng thông tin điện tử toàn cầu, báo Lao động điện tử ra đời, trở thành một trong những tờ báo điện tử tiên phong đầu tiên của Việt Nam. Sau 24 năm hình thành và phát triển, dù có những giai đoạn khó khăn, nhưng báo Lao Động điện tử đã vượt qua những thách thức, tạo dựng một thương hiệu báo điện tử với nhiều dấu ấn đậm nét trong gần 1/4 thế kỷ. Ngày 19 tháng 5 năm 1999, báo Lao Động điện tử với tên miền laodong.com.vn, nay là laodong.vn, chính thức được ra mắt. Năm 2000, báo xuất bản lời chúc Tết của tổng biên tập với file âm thanh. Tháng 4 năm 2001, Lao Động chuyển sang làm website động, tin tức được cập nhật theo giờ. Năm 2002, Lao Động điện tử liên tiếp được nhận bằng khen của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2010, Lao Động điện tử có phóng viên riêng, hoạt động như một tờ báo. Ngày 14 tháng 8 năm 2014, báo Lao Động ra mắt phiên bản mobile. Đến tháng 7 năm 2017, ra mắt chuyên trang video. Ngày 1 tháng 12 năm 2020, báo Lao Động xây dựng trường quay thật và cho ra mắt các bản tin hàng ngày, hàng tuần. Trong hành trình phát triển, Lao Động cũng cho ra mắt 5 chuyên trang điện tử gồm Lao Động Trẻ và Vivu, chuyên trang Lao Động TV, Công đoàn Việt Nam, Dân tộc Tôn giáo để phục vụ bạn đọc. Những năm gần đây, Lao Động điện tử đã có những bước phát triển nổi bật với nhiều phóng sự điều tra, chống tham nhũng lãng phí, phản ánh các vụ việc tiêu cực mang dấu ấn riêng, thể hiện bản sắc của tờ báo. Không chỉ mang lại tiếng vang, dấu ấn mà từ đó còn giúp cơ quan chức năng, đơn vị liên quan kịp thời vào cuộc xử lý các đối tượng vi phạm. Trong 3 năm gần nhất thì báo Lao Động đã đạt được 10 giải báo chí quốc gia. Thì trong đó là có 2 cái giải A thuộc thể loại điều tra và 2 giải B thuộc thể loại phản ánh đều đăng tải ở trên báo Lao Động điện tử. Thì đây là cái con số mà chứng minh rõ nét nhất cho cái chất lượng của các cái sản phẩm báo chí điều tra và phản ánh đăng ở trên báo Lao Động điện tử. Độ tuổi của các phóng viên media hiện tại đều không quá 30 tuổi. Đặc biệt thì trung tâm cũng luôn duy trì khoảng từ 10 cho đến 15 cộng tác viên thường trực là sinh viên của các trường đại học. Nhiều bạn sinh viên thì chỉ sinh năm 2002, 2003 thôi. Tuy nhiên thì qua thời gian được các phóng viên đào tạo thì cũng đã có thể thực hiện được tốt các sản phẩm báo chí. Đặc biệt thì nhiều phóng viên liên tục có những tuyến bài điều tra, phản ánh chất lượng, góp phần khẳng định được uy tín, vị thế và bản sắc của báo Lao Động. Không chỉ đưa thông tin nhanh, kịp thời và chính xác, báo Lao Động điện tử còn thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người lao động, đưa người dân đến gần hơn với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời mang tiếng nói, nguyện vọng của người dân đến các cấp chính quyền. Để làm được điều đó, đội ngũ phóng viên của báo luôn năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoàn cảnh, không ngừng học hỏi những kỹ năng mới, thay đổi phương thức làm việc hiệu quả, phù hợp với xu hướng báo chí hiện đại. Thế là một người trẻ, năng động rồi nhiệt huyết. Các sản phẩm mình làm ra thì đa phần được đánh giá là mới mẻ và trẻ hóa. Giống như là sản phẩm livestream ở cà phê đường tàu Phùng Hưng ở Hà Nội, hay là trải nghiệm một chuyến trekking ở vùng Bảy Núi An Giang. Thì từ đó mình nhận thấy là cái việc mà mình tiếp cận cái xu hướng của người trẻ hay là cái xu hướng của mạng xã hội đó là một điều tất yếu đối với người làm báo hiện nay. Là một phóng viên trẻ khi mà làm việc ở môi trường media đa phương tiện hiện nay thì bản thân mình ngoài việc làm những cái bài tết thì mình còn kết hợp thêm làm những bài video hiện trường và những bài ảnh để có thể có một cái sự thu hút tốt hơn đối với độc giả. Tại vì căn bản là khi độc giả mà đọc những cái bài mà có những cái hình ảnh cộng những cái video thì người ta sẽ dễ dàng hình dung hơn về những cái bối cảnh và khung cảnh thời điểm đó nó xảy ra như thế nào, và cái hiệu ứng bài nó sẽ tốt hơn để lan tỏa với người dân. Sau 2 năm từ ngày phòng media cơ quan của chú được thành lập thì các bạn phóng viên trẻ cũng chính là phóng viên media thì đang ngày càng có những kỹ năng tốt hơn so với trước đây. Các bạn có nhiều kỹ năng về quay phim, chụp hình cũng như là thể hiện được những cái sản phẩm đa dạng hơn theo hướng media hiện tại, và cũng đồng thời là các bạn cũng đang có trong mình những cái kỹ năng hoàn thiện hơn, kể cả những cái phần viết và những cái nội dung chuyên sâu để có thể đi theo một cái những cái sản phẩm có tính chất phân tích hay là sâu hơn thay vì là những bài phản ánh mình thông thường. Năm 2019 được coi là bước ngoặt mới của báo Lao Động khi trung tâm truyền thông đa phương tiện chính thức được ra đời. Từ đó, ngoài các sản phẩm như video, ảnh, infographic, e-magazine, báo Lao Động còn cho ra đời thêm nhiều các sản phẩm đa phương tiện như postcard, visual story, interactive, ảnh AI, MC ảo, bản tin hàng ngày, hàng tuần, talk show, tọa đàm trực tuyến, truyền hình trực tiếp hội thảo,
nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của độc giả. Lao động điện tử tròn 24 năm, tuổi mới sẽ có thêm những đột phá mới, cùng với đội ngũ trẻ lành nghề sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của một trong những tờ báo uy tín, đi đầu trong nền báo chí nước nhà và là người bạn đồng hành đáng tin cậy lâu dài của bạn đọc.